Huyện Tân Trúc là nơi có tỷ lệ mưa thấp bậc nhất ở Đài Loan. Từ hàng trăm năm trước, người dân nơi đây đã tận dụng lợi thế này để làm ra bánh hồng. Bánh hồng thực chất là hồng khô tự nhiên. Những quả hồng tươi được hái rồi đem phơi, khoác lên tấm áo rực rỡ có 102 cho ngôi làng bé nhỏ mỗi độ thu về. Chúng tôi làm bánh từ 3 giống hồng khác nhau. Tháng 9 loại hồng to, tháng 10 loại nhỏ hơn. Đây là giống hồng cổ nhất, hơn 400 năm. Còn thời điểm này là loại hồng dài hơn, còn gọi là hồng bút. Mỗi ngày cơ sở của bà Hồng làm được 600kg Đài Loan bánh thành phẩm, tức là khoảng 3,6 tạ bánh hồng. Chỉ đủ để bán tại chỗ, chứ không bán ở bất cứ nơi nào khác. Ai muốn mua phải đến tận nơi. Ngoại trừ việc gọt vỏ có máy hỗ trợ, thì tất cả các công đoạn còn lại đều làm bằng tay. Khi hái, hồng chỉ chín khoảng 70-80%. Sau đó gọt vỏ, để gió thổi khô tự nhiên. Rồi công đoạn bóp hồng là rất quan trọng, để hết vị chát. Mỗi ngày phải bóp vài lần, rồi lại phơi. Cứ thế, trong 12 ngày mới đạt tiêu chuẩn. Tính ra là hơn 100 thao tác. Trông thì đơn giản như vậy thôi, nhưng thật ra là kỹ thuật để bóp quả hồng này rất là khó. Bởi vì là nếu mà bóp nhẹ quá thì nước nó sẽ không ra hết. Còn nếu mà bóp mạnh thì có thể làm vỡ quả hồng. Và chàng thanh niên ngồi cạnh tôi đây thì đã được giải thưởng Tinh Anh của Tổng thống trao tặng, tức là giải thưởng tài năng trẻ vì nghệ thuật thủ công này. Những ngày cuối tuần, làng hồng lại rộn ràng đón khách ghé thăm để chụp ảnh và thưởng thức vị ngon chuẩn vị hồng tự nhiên, vừa dẻo vừa ngọt, không hề có đường hay hóa chất bảo quản. Giữ gìn chất lượng sản phẩm cùng với sự mến khách của những nông dân trân trọng nghề truyền thống của cha ông, làng hồng Tân Phổ đang ngày càng trở thành một điểm đến hấp dẫn cho du khách.